Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube của Roland Ban Về Lông. Trước khi đến với bản tin ngày hôm nay, hy vọng các bạn hãy để ra 1 giây để bấm subscribe đăng ký để ủng hộ Roland Ban Về Lông và nhấn chuông để nhận được những thông tin mới nhất về các video. Thông tin tiểu sử Hoàng Anh Tuấn. Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Khánh Hòa, là cựu cầu thủ bóng đá và hiện là huấn luyện viên bóng đá. Ông đang là huấn luyện viên trưởng của đội U19 Việt Nam. Ngày 23 tháng 10 năm 2016, ông dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà U19 Ba Lan tại trận tứ kết giải vô địch bóng đá U19 châu Á 2016 với tỷ số 1-0, để lần đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam ở cấp độ U19 vào bán kết của giải đấu và quan trọng hơn là giành vé tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 Thế giới 2017. Tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 5 năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng sân 11 người của Việt Nam được tham dự một giải đấu World Cup của FIFA. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Hoàng Anh Tuấn, ngày sinh năm 1968, nơi sinh Khánh Hòa, Việt Nam, vị trí hậu vệ đã giải nghệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay U19 Việt Nam. Câu lạc bộ chuyên nghiệp năm 1987 đến năm 2003 thi đấu cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Về sự nghiệp huấn luyện viên, năm 2007 đến năm 2012 huấn luyện viên của đội Katoko Khánh Hòa, năm 2013 đến năm 2014 huấn luyện viên của đội Xi Măng Vixem Hải Phòng, năm 2015 tới nay huấn luyện viên của đội U19 Việt Nam. Sự nghiệp cầu thủ: ông khởi nghiệp cầu thủ ở đội bóng quê nhà Khánh Hòa cùng với thời của Nguyễn Hữu Đăng, Đặng Đạo. Trong sự nghiệp cầu thủ ở Khánh Hòa, ông thường chơi ở cánh trái cùng với Nguyễn Hữu Đăng và Đặng Đạo hợp thành bộ ba, được xem như một nửa sức mạnh của đội bóng phố biển. Tuy vậy, ông bắt đầu sự nghiệp tại quyền hơi muộn khi ông Edson Tavares làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia năm 1995 và dẫn dắt cùng lúc hai đội tuyển Việt Nam 1 và Việt Nam 2 tham dự Cúp Độc Lập. Khi đó, ông dự giải trong thành phần đội tuyển Việt Nam 2. Tên tuổi của ông ở tuyển không nổi bật, cũng vì thế mà ông không được nhiều người chú ý tới. Sự nghiệp huấn luyện viên: sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông tham gia vào công tác huấn luyện viên với tư cách trợ lý tại câu lạc bộ Khánh Hòa. Năm 2007, ông dẫn dắt đội bóng U21 Khánh Hòa tham dự giải U21 Báo Thanh Niên và giành ngôi vị vô địch. Tháng 8 năm 2007, ở vòng 20 của V-League 2007, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Khánh Hòa, thay thế người tiền nhiệm Lưu Hữu Tường. Lúc đó, Khánh Hòa đang xếp ở vị trí thứ 12 trên 14, vị trí đã phải đá playoff để trụ hạng. Trong 7 trận đấu cuối cùng của mùa giải đó, ông Tuấn đã giúp đội giành 4 trận chiến thắng và 1 trận hòa, trong đó có những trận thắng các đội cạnh tranh trực tiếp vị trí trụ hạng. Kết quả, Khánh Hòa trụ hạng thành công và thậm chí có được vị trí chủ hạng an toàn sớm một vòng đấu trước khi mùa giải kết thúc. Kể từ đó, ông được xem là người góp công lớn đưa đội bóng này thi đấu ổn định tại giải đấu cao nhất ở cấp câu lạc bộ của bóng đá Việt Nam, V-League. Câu lạc bộ Khánh Hòa dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn là đội bóng có khả năng thọc gậy bánh xe bất cứ đối thủ nào. Kết thúc mùa giải V-League 2012, tuy Khánh Hòa thi đấu tốt, nhưng nhà tài trợ Katoko tuyên bố không tiếp tục duy trì đội bóng do không đủ kinh phí. Đội hình chuyên nghiệp bị giải thể, phần lớn cầu thủ và suất thi đấu ở V-League được chuyển giao cho Vixem Hải Phòng. Tháng 12 năm 2012, ông dẫn 13 cầu thủ trong đội hình chính thức trước đây ra Bắc để bàn giao cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng để chuẩn bị tham dự V-League 2013. Kết thúc mùa giải V-League 2012, ông Tuấn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời làm trợ lý cho Phan Thanh Hùng ở đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải AFF Cup 2012. Tại giải này, đội tuyển quốc gia thi đấu không thành công, hòa một trận và thua hai trận, không vượt qua được vòng bảng. Sau AFF Cup 2012, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng từ chức. Tổng cục Thể dục Thể thao luôn tuyết còi VFF khi muốn tìm kiếm một huấn luyện viên ngoại thay thế cho ông Phan Thanh Hùng. Ông Tuấn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời đàm phán để trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá quốc gia trong thời hạn 3 năm với mức lương 200 triệu đồng một tháng. Và hai bên đã nhất trí về các điều khoản cơ bản của hợp đồng.
Tuy nhiên, được cho là chịu sức ép lớn từ quan điểm của một số quan chức lãnh đạo của liên đoàn, được chọn huấn luyện viên trưởng người nước ngoài cho đội tuyển bóng đá quốc gia và ý kiến dư luận cho rằng mức lương 200 triệu đồng một tháng là quá cao. Hợp đồng chính thức không được ký, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau đó chọn Hoàng Văn Phúc làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Do nội bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đồng thuận về việc lựa chọn ông Hoàng Anh Tuấn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia AFF Cup 2012, ông Tuấn quyết định trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Vissem Hải Phòng tại V-League 2013. Kết thúc mùa giải 2013, Hải Phòng xếp thứ 6 trên 12. Tuy nhiên, ông Tuấn bị xem là không hòa hợp được các cầu thủ đến từ đội Khánh Hòa cũ với các cầu thủ vốn có của câu lạc bộ Hải Phòng. Đồng thời, ông cũng được xem là có nhiều bất đồng với chủ tịch của câu lạc bộ về nhiều vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cầu thủ, dùng cầu thủ gốc Hải Phòng và chế độ cho cầu thủ trong đội. Đầu năm 2014, ông Tuấn bị cắt chức huấn luyện viên trưởng và được đưa xuống làm huấn luyện viên đội bóng trẻ của Hải Phòng. Năm 2015, ông được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 quốc gia tại giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2015. Đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã vào đến trận chung kết sau khi đứng đầu vòng đấu bảng và thắng đội tuyển U19 Lào tại bán kết. Tại trận chung kết, đội tuyển U19 Việt Nam đã thất bại với tỷ số đậm 0-6 trước đội tuyển U19 Thái Lan. Tại giải U19 Đông Nam Á 2016, U19 Việt Nam với tư cách là đội chủ nhà khởi đầu với trận hòa không bàn thắng với đội U19 Singapore. Mặc dù vậy, đội vẫn giành chiến thắng trong các trận đấu bảng còn lại để đứng đầu bảng A. Tại bán kết, U19 Việt Nam gặp U19 Úc, đội đứng thứ 2 của bảng B và trước đó đã thua Thái Lan với tỷ số 1-5 và rất chật vật để vượt qua những đối thủ yếu như Campuchia và Lào. Tuy vậy, U19 Úc chơi lấn lướt và đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 2-5, sau đó thắng tiếp Thái Lan để vô địch giải đấu U19 Việt Nam giành huy chương đồng sau khi thắng U19 Đông Timor ở trận tranh hạng 3. Tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á 2016, ông Tuấn tiếp tục đưa đội tuyển U19 Việt Nam đứng đầu vòng loại với thành tích toàn thắng. Tại vòng chung kết, đội tuyển U19 Việt Nam đã gây bất ngờ khi đứng thứ 2 trong bảng đấu có các đối thủ mạnh như U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đương kim Á quân, Iraq và UAE để lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng và vòng tứ kết. Tại vòng tứ kết, U19 Việt Nam tiếp tục gây sốc khi hạ đối thủ Ba Lan với tỷ số 1-0 để lọt vào vòng bán kết, đồng thời giành quyền tham dự giải vô địch bóng đá U20 Thế giới năm 2017 tổ chức tại Hàn Quốc. Tại giải vô địch bóng đá U20 Thế giới năm 2017, đội U19 Việt Nam có trận đấu đầu tiên gặp đội U20 New Zealand, mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều cú sút hơn U20 New Zealand. Nhưng U20 Việt Nam không thể ghi bàn nên kết thúc trận đấu với trận hòa không bàn thắng. Ở trận đấu thứ hai, U20 Việt Nam gặp U20 Pháp và nhận thất bại 0-4. Trước trận đấu cũng gặp U20 Honduras, U20 Việt Nam vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng hoặc là một trong các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, giống như trận đầu tiên, U20 Việt Nam có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn U20 Honduras nhưng không thể ghi bàn. Và đến hiệp 2 thì khi thể lực bị suy giảm thì U20 Việt Nam đã để U20 Honduras ghi được 2 bàn và thua đậm với tỷ số 0-2. Vâng, về đánh giá với ông Hoàng Anh Tuấn thì ông được xem là một trong những huấn luyện viên có nhiều bằng cấp nhất Việt Nam. Ông còn là huấn luyện viên người Việt duy nhất được Liên đoàn bóng đá Đức chọn tham dự khóa học huấn luyện viên trình độ cấp A là cấp cao cấp trong 2 tháng, tháng 8 và tháng 9 năm 2009 tại trường thể thao Hamlet. Trong thế giới huấn luyện viên, ông Tuấn là người có ngoại ngữ rất tốt nên hay được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời làm trợ lý huấn luyện viên cho các huấn luyện viên ngoại của đội tuyển quốc gia Việt Nam.